Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh review xe của xe điện Smile, một trong những kênh review rất là nhiều mẫu xe khác nhau. Và hôm nay nhận được sự yêu cầu của các bạn độc giả, mình sẽ review một cái dòng xe rất nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn nào có một cái suy nghĩ là xe điện, xe đạp điện nói chung không ngon bằng xe máy, thì các bạn hãy xem cái video này. Mình tin rằng sau cái video này bạn sẽ có một cái góc nhìn khác, một cái suy nghĩ khác về cái dòng xe máy điện. Vâng, và xin giới thiệu với các bạn, đây là dòng xe máy điện VinFast. Xe máy điện VinFast, tên em ấy là Ludo. Vậy thì dòng xe máy điện VinFast này có cái ưu điểm gì mà khiến cho bạn phải thay đổi suy nghĩ để cùng mình trên tay em ấy nha. Nếu như mà nói về cái mặt thiết kế trên cái con xe Ludo này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là khác biệt so với lại những xe dòng đạp điện khác, những dòng xe máy điện khác trên thị trường. Cụ thể các bạn có thể thấy ở phần đầu xe của chúng ta sẽ có một cái thiết kế mang đậm phong cách của VinFast. Và lý giải cho điều đó thì đây là cái biểu tượng logo của VinFast. Và chúng ta có thể thấy cái dải đèn demi trên con xe VinFast Ludo này được thiết kế theo hình cánh chim. Và với cái phong cách này, khi mà xe di chuyển trên đường chúng ta vẫn sẽ có được một cái gọi là định vị về cái xe mà chúng ta đang chạy rất là tốt. Về tổng thể thiết kế phần đầu xe thì xe đây được định vị cho một phân khúc là những bạn học sinh, những bạn sinh viên với độ tuổi là từ lớp 8, lớp 9 cho đến những cái bạn học lớp 10, lớp 11. Tổng quan về cái thiết kế của con xe này mình không có gì để bàn cãi hết, bởi vì nó khá là giống những cái dòng xe như cấp A, như những dòng xe của Bega, như những dòng xe khác trên thị trường. Tuy nhiên nó khác biệt nằm ở cái phần chất lượng của xe. Vậy thì phần chất lượng của xe nó khác biệt như thế nào thì mình sẽ show cho các bạn xem những cái điểm chất lượng và ăn tiền trên cái dòng xe VinFast Ludo này nhé. Đầu tiên đây nè các bạn, có thể kể đến là cái dàn chân của xe. Thì cái dàn chân của xe được trang bị những cái đồ nó rất là cứng cáp, từ nhựa cho đến cái phần cơ khí bên trong. Cụ thể cái vè này nó được sơn một cái lớp sơn rất là đều màu, và cái chi tiết cái nhựa làm trên cái con xe này rất là cứng. Mình sẽ búng cho các bạn xem nè, đó. Và cái tiếng của nó rất là chắc. Cái nhựa này làm không thua gì cái nhựa của những cái dòng xe như là Piaggio hay những cái dòng xe của Honda hết, đảm bảo với các bạn là vậy. Ở phần phía trước thì chúng ta sẽ có một cái cặp phuộc, và cái phuộc này là cái phuộc dầu. Đối với cái phuộc dầu của VinFast Ludo này, chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm nhúng nó rất là êm, và nó khác xa so với lại những cái dòng xe đạp điện khác trên thị trường. Chúng ta sẽ có một cái thắng đĩa ở phía trước, song song với đó là một cái con heo dầu. Thì trên cái con heo dầu trên cái dòng Ludo này không có được như đèn anh của nó, có nghĩa là không có được sử dụng cái logo hay là cái thương hiệu Nissin. Tuy nhiên cái con heo dầu này theo như mình đánh giá thì cái chất lượng gia công của nó rất là tốt. Đây nè các bạn, nhìn cái ốc tải gió của nó nè, tất cả những cái cơ khí làm trên con xe này đều có được chỉnh chu rất là tỉ mỉ luôn, từ những cái đường nét của nó nha các bạn đó. Về phần đầu xe thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp chứa đồ. Thì cái hộp chứa đồ này chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời ra nếu như chúng ta muốn gắn một cái rổ phía trước. Cái hộp chứa đồ này cái dung tích nó không có nhiều, nó chỉ tầm khoảng là 3 lít mấy thôi. Tuy nhiên nó có thể đựng được một vài cái vật dụng hữu ích, ví dụ như điện thoại nè, áo mưa nhỏ nè, rồi thậm chí là sạc dự phòng nữa, để giúp cho chúng ta có được một chút cái không gian để về đựng những cái vật dụng cần thiết. Tuy nhiên nó không phải là quá nhiều. Về phần đầu xe thì chúng ta sẽ có một cái đèn xi nhan ở trên cái con xe này. Tuy nhiên cái đèn xi nhan là cái điểm mình không thật sự đánh giá cao về mặt thẩm mỹ. Trên cái con xe Ludo này thì cái đèn này nó hơi cứng, và nó cho mình một cái cảm giác khá là gọi là nó khá là gọi là dễ bị hư hỏng sau quá trình sử dụng. Tuy nhiên nói về chất lượng trên cái con xe VinFast Ludo này thì cái chất lượng đèn nó rất là tốt, và mình thật sự mình thích cái ánh sáng trên cái con xe này đó. Các bạn có thể thấy rất là sáng, đúng không ạ? Rất là sáng. Rồi nói về cái phần bên hông xe thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để chân khá là rộng rãi, khá là rộng rãi. Trục cơ sở từ bánh trước cho tới bánh sau
là 1750mm. Và cái trục cơ sở trên con xe VinFast Ludo này khiến cho xe có một cái tổng thể cân đối rất là hài hòa. Cái khoảng sáng gầm xe được dừng lại ở mức 145mm, thì cái khoảng sáng gầm xe này nó sẽ rất là cao và thoáng khi mà chúng ta leo lên lề hoặc chúng ta đi những cái nơi mà cần có cái khoảng sáng gầm cao, như là những cái chung cư hay là những cái lên những cái dốc của Aeon, thì cái khoảng sáng gầm này hoàn toàn đáp ứng được. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có được một cái chiều cao yên ở mức hợp lý. Mình nói mức hợp lý ở đây có nghĩa là dành cho những bạn cao trên 1m6, bởi vì cái chiều cao yên của cái con xe VinFast Ludo này sẽ là 750mm, và cái chi tiết này nó cũng tương đối là phù hợp cho những bạn trên 1m6. Nếu dưới 1m6 thì có lẽ mình nghĩ là các bạn sẽ hơi nhón khi sử dụng cái con xe này. Nói một chút về cái phần bánh xe thì có một cái điểm đặc biệt trên cái con xe này, đó chính là xe được sử dụng cái vỏ tuplet, vỏ không ruột đến từ thương hiệu Kenda và gia công riêng cho cái dòng VinFast Ludo này. Kích thước vỏ trên cái con xe này lần lượt là 70, 90, 14 và đằng sau là 80, 90, 14. Nói như vậy có nghĩa là cái kích thước vỏ của bánh sau nó sẽ lớn hơn bánh trước một chút. Chính vì cái điều này, khi mà xe vào trong những cái đoạn mà bo cua thì chúng ta sẽ cho một cái trải nghiệm về xe nó vững chãi hơn. Cái việc mà xe di chuyển vững chãi trong những cái khúc cua nó không chỉ đến từ cái việc mà cái vỏ sau to, đó chỉ là một phần thôi. Và có một cái chi tiết nữa mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ về cái con xe này, đó chính là cái chi tiết mình đánh giá rất là cao, đó chính là cái phuộc cơ khí đằng sau. Cái phuộc này rất là dài nha các bạn, đây chỉ là khoảng phân nửa phuộc thôi, nó còn nằm ở cái phần trên rất là cao nữa thì nó phải dài tới đây. Và hơn nữa các bạn chú ý kỹ nè, về cái chi tiết gia công trên cái con xe này nó làm rất là cứng cáp. Mình đánh giá nó cao còn hơn cả những con xe như là Way Alpha hay là Future nữa. Thật sự cái chất lượng gia công của VinFast nằm ở cái độ hoàn thiện rất là cao, và nó khác hẳn so với những cái dòng xe đạp điện, xe máy điện được lắp ráp một cách thiếu chuyên nghiệp, thiếu bài bản trên thị trường hiện nay. Và đó là cái điểm mà mình rất là ưng ý trên cái con xe này. Nói một chút về trái tim của xe thì sẽ có hai phần. Thứ nhất là cái năng lượng của xe. Xe sử dụng là pin lithium hệ là 22A. Thì cái viên pin lithium trong cái chương trình khuyến mãi gọi là vạn chiến mã xanh vì Việt Nam xanh của VinFast thì họ tặng 50.000, nhớ nha các bạn, 50.000 viên pin cho 50.000 chiếc xe Ludo và Impact. Thì trong cái chương trình này, khi mà các bạn mua cái con xe này với giá là 12.900.000 chưa bao gồm sạc thì bạn sẽ được tặng một viên pin. Thì đối với cái viên pin lithium này, nó sẽ cho cái quãng đường đi rất là xa. Cụ thể là cái con xe này nếu như mình sạc đầy, mình đi tới lúc hết điện thì nó sẽ đi được khoảng 70km. Nếu như mà chúng ta đi ở chế độ Sport và chúng ta đi 2 người thì chúng ta sẽ đi được nó khoảng rơi vào khoảng 50km. Đó là cái km thực tế mà mình trải nghiệm và mình chia sẻ lại cho các bạn. Ngoài ra thì cái con xe này nó sử dụng cái động cơ của Porsche. Porsche là một hãng rất là có tiếng tại thị trường thế giới và châu Âu. Và xuất xứ của Porsche là một cái đơn vị chuyên làm những cái động cơ về điện và có trụ sở đặt tại Đức. Đối với lại cái con xe này thì cái động cơ của nó công suất danh định là 500W. Nhưng mà nếu như các bạn xem kênh của mình thì các bạn đã biết rồi, thường công suất danh định nó sẽ thấp hơn là cái công suất thực tế. Công suất thực tế con này mình đo được là 1100W. Và với cái công suất 1100W này, xe sẽ đạt được cái vận tốc là 40km/h. Mặc dù ở trên đồng hồ, dù các bạn chỉnh Eco hay là Sport thì nó vẫn chỉ hiển thị khoảng 35km/h thôi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Quay lên đây luôn nè. Đối với chế độ Eco á, là khi mà chúng ta chạy nè, chúng ta sẽ bóp thắng và chúng ta sẽ nhấn nút B nè, thì lúc này xe sẽ báo hiệu một cái và nó mới lên ga được nha. Thì đối với chế độ Eco thì vẫn hết ga nó vẫn sẽ lên được 35 thôi. Đó. Và bây giờ khi mình chuyển sang chế độ Sport nè, thì lúc này nó cũng vẫn sẽ để chế độ 35 chứ không có lên. Tuy nhiên cái lực kéo của nó sẽ tăng nhanh hơn.
cảm nhận rõ rệt khi mà chúng ta chạy lên những cái gọi là những cái dốc của Aeon thì nó sẽ rất là khác biệt đó. Trên cái con xe VinFast Ludo này gần như là nó có rất là nhiều cái ưu điểm, và cái ưu điểm lớn nhất luôn trên những cái dòng xe của VinFast đó chính là chúng ta sẽ có được một cái hệ thống là theo dõi xe thông qua một cái eSIM, và đơn vị VinFast họ liên kết với lại Viettel để có thể tạo ra cái ứng dụng này. Và nếu như mà các bạn mua cái con xe này, các bạn chỉ cần bỏ thêm khoảng 156.000, tiền đó là cái tiền để có thể mua được một cái dịch vụ định vị xe được tích hợp sẵn trong xe rồi đó. Thì cái mình sẽ cho các bạn xem cái chỗ mà VinFast Ludo họ gắn cái định vị đó vào trong đây đó các bạn. Đây nè, cái vị trí này là cái vị trí mà khi mà VinFast họ sản xuất, họ đã lắp sẵn một cái hệ thống định vị ở trong xe, và các bạn chỉ cần bỏ ra 156.000 trong một năm để có thể sử dụng cái dịch vụ này. Phía trong này là chúng ta sẽ có được một cái viên pin. Đây mình sẽ lấy ra cho các bạn xem luôn. Cái viên pin này theo như VinFast công bố và bán thì cái con viên pin này được bán với giá là 8,6 triệu đồng. Nhưng trong chương trình Vì Việt Nam Xanh, Bản Chiến Mã Xanh thì VinFast họ tặng cái viên pin này miễn phí cho 50.000 xe Ludo và Impact. Rất là tuyệt đúng không ạ? Rất là tuyệt. Cái viên pin này nó nặng tầm khoảng 10 kg, hình như là nhẹ hơn 8,6 kg thôi. Đó, và nó rất là nhẹ các bạn. Ngoại trừ những cái điểm mà mình vừa chia sẻ với các bạn thì cái con xe VinFast Ludo nó cho một cái cảm giác rất là đã khi mà chúng ta mới vừa sử dụng xe máy chạy xăng á. Khi mà chúng ta vừa sử dụng xe máy và chúng ta chuyển qua sử dụng xe điện thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác không quen về cái độ hoàn thiện, và không quen nói chung về phần cảm giác á. Nhưng khi các bạn chuyển qua sử dụng con xe máy điện Ludo thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, ít nhất là với những cái điểm mà chúng ta thường hay gọi là được chạm tới khi mà chúng ta sử dụng xe. Lấy ví dụ, điểm đầu tiên mà mình thường hay gọi là rất là chú ý đó chính là cái yên xe trên cái con xe Ludo này. Cái da yên nó được làm theo một cái kiểu yên rất là khác. Phần ngồi đằng trước, cái phần da yên nó nhám và nó giúp cho chúng ta khi thắng đột ngột nó không bị trượt. Đằng sau thì cái da yên nó làm bóng hơn và nó được cách điệu hai màu, nhìn rất là bắt mắt. Cái tiếp theo đó chính là tay thắng. Đây, mình sẽ dắt xuống cho các bạn xem. Ngay cả cái trống trên cái con xe này cũng làm được một cái độ hoàn thiện rất là cao. Và cái tay thắng cái con xe này nè, như là một con xe máy luôn. Và khi mà chúng ta sử dụng nó thì nó cho một cái trải nghiệm rất là khác. Đây, anh camera quay vào đây. Còn cái phần cùm công tắc trên cái con xe này thì những chi tiết như là xi nhan nè, hay là passing nè, có pacos nè, kèn nè đều được làm gia công rất là tỉ mỉ, rất là sắc nét luôn, ngay cả bên đây đó. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình nghĩ là VinFast trong những cái phiên bản sau họ sẽ cải tiến, đó chính là ở cái vị trí này. Trên cái vị trí này thì đáng lẽ ra họ nên có một cái chụp cao su để giúp cho bảo vệ cái phần này, tránh được những cái bụi bẩn hay những cái mưa nó rớt vào trong đây đó. Ở đây nè, vị trí này thì khi mà các bạn mua xe về thì các bạn nên xử lý cái chỗ này để xe của mình đi được ngon nhất. Cái điểm tiếp theo mà mình muốn góp ý trong cái con xe VinFast Ludo này đó chính là cái kiến xe hình quả xoài này trông nó không được hợp lắm so với tổng thể của chiếc xe. Và cái chi tiết này mình nghĩ là nếu như VinFast họ lắng nghe người tiêu dùng, họ sử dụng một cái kiến khác nó hợp hơn thì mình nghĩ trong cái tổng thể của con xe nó sẽ rất là đẹp. Nói vậy thôi, thực sự mà nói trên cái con xe này nó có rất là nhiều điểm đáng khen luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái mặt đồng hồ của con xe này. Khi mà chúng ta tắt, chúng ta bật lên thì các bạn thấy không, cái mặt đồng hồ rất là đẹp. Ở đây sẽ hiển thị cái
km/h, có nghĩa là sẽ hiển thị cái vận tốc. Phía trên đây chúng ta sẽ hiển thị cái auto, có nghĩa là xe chạy được bao nhiêu km. Đây là một con xe mới nè, mới chỉ chạy được khoảng 3,3 km thôi nè. Ở đây ta sẽ có hai cái nút Eco và Sport. Nếu như mà chúng ta bật tắt cái này, nó sẽ chuyển qua lại giữa hai cái vạch nha các bạn. Ở phần pin thì sẽ hiển thị bằng cái phần trăm pin, thay vì những cái con số khác nó sẽ không có hiển thị. Đấy. Và cái đèn màn hình này nó được hiển thị là LCD đơn sắc. Chính vì vậy nó sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy rõ hơn khi là ở ngoài trời nắng. Có một cái điểm nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là trong cái thời gian mà VinFast họ tặng cái viên pin này thì các bạn cần phải mua thêm một cái cục sạc. Thì cái cục sạc đó trị giá là 1.100.000, và cái cục sạc đó nó sẽ phù hợp với lại cái pin này để chúng ta có thể sạc tại nhà. Lưu ý thêm là cái con xe này ngoài cái chi phí mà chúng ta mua xe là 12.900.000, chúng ta mua thêm cái cục sạc 1.100.000, vậy bị chia ra là khoảng 14 triệu, và các bạn phải mất khoảng gần 1 triệu mấy, gần 2 triệu để chúng ta đăng ký cái con xe này để cho nó được ra biển số, vì cái dòng xe này là cái dòng xe máy điện đó. Và nói gì đi nữa, mình vẫn muốn chia sẻ cho các bạn hết cái cảm xúc của mình khi mà mình chạy cái con xe này. Vậy thì bây giờ mình sẽ mời các bạn trải nghiệm cùng mình thử cái con xe này. Thì cái cảm giác của mình khi mà mình lấy cái con xe này á, mình cảm giác như là xe nó rất là dịu, và có thể thấy được cái hệ thống đồng bộ ECU trên con xe này nó được VinFast tinh chỉnh rất là tốt, rất là chuyên nghiệp. Và khi mà mình chạy cái con xe này á, mình không có cái cảm giác giật hay là ga nó bị không đều như những cái con xe máy điện mình đã từng chạy trước đây. Bởi vì thật sự mà nói với các bạn thì cái xe điện mình trải nghiệm đó cũng đủ nhiều để mình có thể đưa ra cái kết luận như vậy. Cái hệ thống ECU trên cái con xe Ludo này nó khá là giống với lại đàn anh của nó là Calara. Cái ga nó mướt đều và nó không hề có một cái cảm giác khó chịu nào, đặc biệt là những cái bạn mới sử dụng xe thì nó đều cho một cái cảm giác rất là tốt. Ngoài ra thì mình muốn chia sẻ nữa là cái gia tốc của cái con xe này nó khá là rõ nét khi chúng ta chuyển giữa chế độ Eco và chế độ Sport. Nói cách khác, khi mà chúng ta để ở chế độ Eco á, xe nó sẽ chậm và nó lên một cách rất là từ từ, nhưng mà khi mà chúng ta để ở chế độ Sport thì cái gia tốc nó lên rất là nhanh và nó sẽ đạt đại sớm hơn. Đó là cái điều mà mình cảm thấy hay trên cái con xe này, rất bất ngờ về cách làm của VinFast đối với lại cái dòng xe này. Vậy thì đâu đó loanh quanh khoảng 16 triệu đồng cho cả chi phí ra biển và sạc trên cái con xe VinFast Ludo này. Có bao nhiêu người sẽ chọn cái phương án sử dụng một phương tiện xanh sạch và đặc biệt là ủng hộ hàng Việt Nam? Với tất cả những điểm mình vừa chia sẻ trong video clip trên, những ưu, nhược điểm và những trải nghiệm thực tế của mình về con xe VinFast này, vậy thì bạn có ý kiến gì? Hãy để lại bình luận của mình ở phần comment nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đón xem những video sau trên kênh Xe Điện Channel. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.